Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội tạm giữ Trần Văn Hiệp 38 tuổi và Trịnh Thịnh 44 tuổi để điều tra vụ lái xe máy chặn đầu đánh nhau với tài xế ô tô ở đường Vành đai 2 trên cao, đồng thời tiếp tục xác minh những người có liên quan. Theo dõi vụ việc nhiều người thắc mắc hai người đàn ông đi ô tô ẩu đả với hiệp và thịnh có bị xử lý không nêu quan điểm về vụ việc trên luật sư nguyễn anh thơm văn phòng luật sư nguyễn anh cho biết hành vi của hai người điều khiển csh không những vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ mà còn gây mất an ninh trật tự xâm phạm đến tính mạng tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ hành vi này còn thể hiện sự côn đồ hung hãn coi thường pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa bàn nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh. Hành vi của lái xe ô tô và người đàn ông bên ghế lái mở cửa xuống xô sát với hai người đàn ông đi xe máy SH là hành vi phòng vệ chính đáng để ngăn chặn sự côn đồ hung hãn của hai đối tượng là bên chủ động tấn công. Việc ngăn chặn hai đối tượng đi xe SH lao vào hành hung là tương xứng và cần thiết, luật sư Thơm nhận định. Luật sư Thơm cho rằng hai đối tượng điều khiển xe SH đang thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho tính mạng tài sản của người khác thì bất kỳ ai cũng có quyền ngăn chặn, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm. Đồng quan điểm, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội cho rằng, trong đoạn clip ngắn chia sẻ trên mạng xã hội chưa thấy được nguyên nhân sự việc, chưa thấy lời qua tiếng lại cũng như mâu thuẫn giữa các bên. Tuy nhiên, nội dung clip cho thấy hai người trên ô tô cùng bức xúc vì hành vi coi thường pháp luật của hai người đi xe máy SH, nên ngay khi bị chặn đầu xe và giật cửa Họ liền xuống xe, xong vào ẩu đả. Trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của hai người trên xe SH, đồng thời sẽ làm rõ hành vi của hai người trên xe ô tô để xác định hành vi có được xác định là phòng vệ chính đáng hay không. Nếu trường hợp là phòng vệ chính đáng thì hai người đi ô tô không bị xử lý. Nếu là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc là hành vi đánh nhau nơi công cộng, vì bực tức mà muốn gây thương tích cho nhau thì có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc gây rối trật tự công cộng. Luật sư Cường lý giải Luật sư Cường phân tích pháp luật Việt Nam nghiêm cấm việc đánh nhau nơi công cộng hoặc hành vi đánh người nơi công cộng. Pháp luật chỉ cho phép công dân có quyền phòng vệ, tự vệ khi có hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khác xảy ra. Việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề nơi công cộng phải thuộc trường hợp pháp luật cho phép và đòi hỏi cần hết sức thận trọng, tỉnh táo, kiềm chế cảm xúc. Trong tình huống va chạm giao thông mà xảy ra xô sát giữa các bên, thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân của sự việc, đặc biệt là làm rõ yếu tố sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn do bên nào thực hiện trước, diễn biến hành vi sau đó của các bên như thế nào làm căn cứ giải quyết theo quy định. Nếu hai người đi xe máy SH tấn công trước, đe dọa uy hiếp đến tính mạng sức khỏe của hai người trên ô tô hoặc dùng vũ lực đối với người khác thì những người này có quyền được chống trả lại ở mức độ cần thiết, được coi là phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. Còn nếu hai người đi xe máy không có ý định hành hung đối với người đi xe ô tô và người khác mà người đi ô tô lại có hành vi dùng vũ lực trước thì hành vi của họ là không cần thiết. Theo luật sư, trường hợp xảy ra va chạm giao thông, người tham gia giao thông cần phải bình tĩnh giải thích và giữ khoảng cách với đối phương để tránh đối tượng bất ngờ tấn công gây thương tích cho bản thân mình. Nếu đối tượng hung hãn có hung khí thì không nên đối mặt, cần chốt cửa xe và gọi người cứu giúp hoặc gọi cảnh sát 113. Thời gian qua, liên tục xảy ra vụ việc người tham gia giao thông bị đối tượng côn đồ hung hãn hành hung để bảo vệ bản thân tài sản của mình hoặc tính mạng sức khỏe tài sản của người khác. Mọi người cần bình tĩnh xác định tình huống đã đến mức phải sử dụng vũ lực hay chưa và kiểm soát việc sử dụng vũ lực sao cho chỉ để chống trả ở mức độ cần thiết. Trưởng văn phòng luật sư chính pháp lưu ý. Liên quan đến vụ hai người đi xe máy chặn đầu ô tô, hành hung tài xế ở vành đai 2 trên cao, mới đây Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ra quyết định tạm giữ Trần Văn Hiệp sinh năm 1986, trú tại Hòa Bình, Green City, 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội và Trịnh Thịnh, sinh năm 1980, trú tại Tham City, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội để điều tra. Hiệp và Thịnh đang bị tạm giữ tại công an phường Minh Khai để cơ quan chức năng tiếp tục lấy lời khai củng cố hồ sơ vụ án. Tại cơ quan công an, Hiệp và Thịnh đều tỏ ra lo lắng khi sắp phải đối diện án tù. Hai người này cho biết bây giờ họ chỉ muốn gặp những người bị hành hung để nói lời xin lỗi. Khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, tôi chở Thịnh đi từ cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai. Đến chân cầu Vĩnh Tuy thì có người đàn ông ngồi trên xe ô tô mở cửa kính xe chửi và nhổ nước bọt vào tôi. Bị như vậy, tôi bức xúc đuổi theo ô tô của họ lên trên đường vành đai 2. Lúc đó, lái xe ô tô đi nhanh quá, bọn tôi không đuổi kịp. Sau đó, biết được xe trắng phía sau ghi hình tôi liền chặn đầu xe yêu cầu người phụ nữ không quay clip nữa, hiệp lý giải. Hiệp đi sang phía cửa lái đập kính, nói không được quay nữa và di chuyển tiếp. Đi được một đoạn, hiệp bị một chiếc xe màu trắng khác hạ kính chửi và cũng quay clip. Tôi thò tay vào xe gạt điện thoại của người đấy xuống. Khi hai bên dừng xe thì xảy ra lời qua tiếng lại rồi xô xát, Hiệp cho hay. Trần Văn Hiệp khẳng định biết rõ đường vành đai 2 trên cao chỉ dành cho ô tô cấm xe máy, nhưng do không kiểm soát được cảm xúc khi bị nhổ nước bọt nên vượt lên để đuổi theo rồi dẫn đến vụ ẩu đả. Khi hỏi về những mâu thuẫn xô xát dẫn đến hậu quả người thương tích, kẻ tù tội, Hiệp thừa nhận do giây phút bất kiểm soát nên anh ta chưa tính toán được hậu quả bây giờ thì sự việc xảy ra rồi tôi mới nhận thức được hành vi của mình là sai hiệp ân hận tài xế hiệp cho biết có sử dụng một chút bia buổi trưa khi về nhà tôi cũng không biết clip được đăng tải lên mạng xã hội đến khi cơ quan công an triệu tập mới biết ngồi sau xe của hiệp và cũng tham gia trong vụ hành hung trịnh thịnh khai ban đầu có can ngăn hành động của bạn mình tuy nhiên khi bị chiếc xe ô tô chèn ép thịnh cũng bức xúc dẫn đến không kiểm soát được hành vi thấy Hiệp bị hai người đàn ông trên ô tô đánh, tôi ra giải vây. Hành động thò tay vào cửa ô tô không phải cướp giật như mọi người nghĩ mà yêu cầu người trong xe, không quay clip, thịnh lý giải. Công an xác định khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, chị A trú tại Hà Nội điều khiển ô tô biển kiểm soát 30E đi trên đường Vành Đai 2 trên cao hướng từ cầu Vĩnh Tuy, ngã Tư Sở. Khi đi đến đoạn phía trên cầu Mai Động, Phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội thì bị xe SH màu da cam biển kiểm soát 29H1 do Trần Văn Hiệp điều khiển chở Trịnh Thịnh lạng lách tạt đầu xe ô tô đập vào xe của chị A rồi chửi bới. Sau đó Hiệp và Thịnh tiếp tục di chuyển trên đường vành đai 2 trên cao và gây gỗ với hai nam thanh niên trong xe ô tô màu trắng, dẫn đến việc hai nam thanh niên trên xe ô tô này xô xát với Hiệp và Thịnh. Công an phường Minh Khai đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự Xác minh vụ việc xác minh nhân thân hai nam thanh niên đi ô tô màu trắng, biển số, biển kiểm soát 30K840.XX. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã chỉ đạo giao phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị liên quan, điều tra nội dung phản ánh trên mạng xã hội Facebook về việc một nhà xe chạy tuyến Quảng Ninh-Hà Nội chặt chém giá khi hành khách không đồng ý thì bị bỏ rơi giữa đường, thậm chí còn hành hung khách. Theo Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, cơ quan chức năng đến nay cũng đã tìm được chiếc xe ô tô trong bài phản ánh và triệu tập tài xế tới làm việc, đồng thời đang tạm giữ chiếc xe ô tô này để tiếp tục điều tra. Tôi giao cho phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, sai đến đâu xử lý đến đó. Quan điểm của công an tỉnh Quảng Ninh là xử lý đến nơi đến chốn, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho hay. Cũng theo ông, hiện nay các đơn vị chức năng đang liên hệ với người phản ánh để củng cố hồ sơ chứng cứ. Trước đó, trên nhóm Facebook xe tiện chuyến Quảng Ninh, có tài khoản mang tên Bạch Thị D. chia sẻ hình ảnh ô tô mang biển kiểm soát 14B042.XX cùng một người phụ nữ bị xây sát ở vùng cổ. Kèm theo đó là nội dung tố cho rằng nhà xe này chặt chém, khi hành khách không đồng ý thì dở thói côn đồ đuổi khách xuống giữa đường trên cao tốc. Ngoài ra, khi phát hiện khách chụp hình ảnh của xe thì tài xế còn hành hung người chụp. Nội dung đăng tải viết Mọi người đi xe Quảng Ninh nhớ chừa xe này ra nhé, lừa đảo. Đi từ Hà Nội Bắc Ninh 200k, Hà Nội Uông Bí 400k, Móng Cái 500k, không đồng ý trả vé cao nhà xe, dở rộng côn đồ, đòi mỗi hành khách 200k, thả xuống giữa cao tốc gần cầu đuống, khách chụp lại biển số xe, nhà xe còn bóc cổ hành khách. Thông tin trên sau khi xuất hiện đã nhận được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các ý kiến đều bức xúc trước hành động đuổi hành khách xuống giữa đường và đánh người của nhà xe trên. Đồng thời cộng đồng mạng mong lực lượng chức năng sớm vào cuộc làm rõ, xử lý nhà xe nếu vi phạm. Theo thông tin từ dữ liệu đăng kiểm cho thấy, chủ của xe ô tô mang biển kiểm soát 14B 042.XX là VTT, trú tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Số người cho phép chở trên xe là 10 người, tuy nhiên xe này không đăng ký kinh doanh vận tải và không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Xe ô tô này được kiểm định ngày 3 tháng 11 năm 2023, thời hạn kiểm định đến ngày 2 tháng 5 năm 2024. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.